năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng với tinh thần phát huy nội lực, đoàn kết, đổi mới, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giữ được mức tăng trưởng ổn định, mở rộng quy mô đầu tư, áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng năng suất sản lượng, ổn định việc làm cho người lao động. Bước sang năm 2021, với xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã và đang đặt ra mục tiêu chiến lược mới để không chỉ đứng vững trên thương trường mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn là đơn vị sản xuất mía đường lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, mặc dù công ty đã rất nỗ lực trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng năng suất sản lượng trên đơn vị diện tích và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đối với người dân trồng mía. Tuy nhiên, người dân vẫn không mấy mặn mà với cây mía hạt đường. Diện tích trồng mía giảm mạnh, đồng nghĩa với việc sản lượng đường thiếu hụt. Để ổn định nhu cầu của khách hàng trong nước, trong năm 2020, công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện, nhập khẩu đường thô từ các nước trong khu vực với sản lượng trên 100.000 tấn. Luyện đường trắng chất lượng cao nhằm ổn định thị trường, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trước cái tình hình mà cây mía nó giảm sút, thế thì chúng tôi đã cũng mở cái máng này nhập khẩu đường. Thì năm nay nhập khẩu cũng tốt, giá cả cũng phải chăng, và do đó nên cũng tạo ra một cái thế mới, một cái phương thức làm ăn mới. Do đó nên cuối năm thì báo cáo công chí cũng hoàn thành được kế hoạch, và năm nay tuy khó khăn như thế nhưng mà sản xuất kinh doanh cũng có lãi. Cũng trong năm 2020, công ty đã khánh thành và đưa vào vận hành nhà máy sản xuất nước dinh dưỡng tế bào mía Mitaji và nhà máy sữa gạo lứt giàu protein thương hiệu Ojita. Có thể nói, đây là dự án được tập đoàn Lasuco thi công nhanh nhất từ trước đến nay. Chỉ chưa đầy 6 tháng, từ tháng 10 năm 2019 đến giữa tháng 3 năm 2020, những sản phẩm đầu tiên của nhà máy nước dinh dưỡng tế bào mía đã ra mắt thị trường, được người tiêu dùng đón nhận, thưởng thức và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Hôm nay tôi đến đây để tìm mua hai sản phẩm chính, đó là sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía Mitaji và sữa gạo lứt giàu protein Ojita. Bản thân tôi là một người trên địa bàn của vùng đất Lam Sơn, thì tôi cảm thấy công ty cổ phần mía đường Lam Sơn luôn là một công ty có thương hiệu và uy tín. Tôi cảm thấy an tâm khi sử dụng cái dòng sản phẩm của công ty. Với tổng mức đầu tư trên 270 tỷ đồng, nhà máy nước dinh dưỡng tế bào mía được lắp đặt dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại nhất của Nhật Bản về chế biến thực phẩm. Không chỉ sản xuất thành công nước dinh dưỡng tế bào mía, mà tập đoàn Lasuco đã tập trung mọi nguồn lực cho việc lắp đặt và đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất sữa gạo lứt giàu protein thương hiệu Ojita. Có thể nói, đây là những dự án và những sản phẩm mới tiêu biểu mà tập đoàn Lasuco và anh hùng lao động Lê Văn Tam tâm huyết, nỗ lực chinh phục nhằm đem đến cho cộng đồng người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, việc đưa vào vận hành hai nhà máy đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá thu mua mía nguyên liệu cho nông dân lên 1 triệu đồng một tấn. Có thể nói, hiện nay nhà máy đường Lam Sơn thuộc tập đoàn Lasuco là nhà máy có tỷ lệ thu hồi đường tốt nhất trên toàn quốc. Và đây cũng là giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường. Trong khi nhà nước không bao cấp mà yêu cầu ngành mía đường phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Dự kiến chúng tôi năm 2021 sẽ phấn đấu vượt mức ở cái mức là tăng gấp rưỡi lần so với năm 2020. Đối với công ty cổ phần thương mại Sao Khuê, sau hơn 10 năm kiên trì phấn đấu, không ngừng nỗ lực, không ngừng đổi mới,
Đặc biệt, đầu năm 2020, Sao Khuê đã đầu tư trên 50 tỷ đồng để lắp đặt và đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất chế biến lúa gạo hiện đại, công suất trên 20.000 tấn gạo thành phẩm trên một năm, tiêu thụ sản lượng lớn lúa gạo cho nhân dân. Sản xuất trên quy mô lớn, dây chuyền công nghệ hiện đại. Nhưng điều đáng ghi nhận trong thời gian qua là Sao Khuê đã tập trung đẩy mạnh xây dựng phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời liên kết với nhiều địa phương trong tỉnh xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, thâm canh cây lúa bền vững theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quy mô gần 1.000 ha tại các địa phương trong tỉnh như Hà Trung, Triệu Sơn, Đông Sơn, Nông Cống. Đồng thời, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà khoa học để tuyển chọn những bộ giống lúa mới chất lượng gạo ngon đưa vào sản xuất, nên bước đầu đã xây dựng được vị thế trên thị trường cho hạt gạo xứ Thanh. Điển hình là thương hiệu gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương, gạo tẻ Hương Thanh, gạo tẻ Kênh Bắc, gạo tẻ Ngọc Phố. Chính từ việc xây dựng thương hiệu và được thị trường đón nhận, nên Sao Khuê đã trở thành bàn đỡ tin cậy đối với người nông dân, góp phần tích cực vào việc hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Từ sự nỗ lực này mà Sao Khuê đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa có vùng nguyên liệu rộng lớn, cung cấp nguyên liệu tại chỗ, ổn định thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của hạt gạo xứ Thanh, nhằm thực hiện hóa tinh thần nghị quyết 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2020 cũng là một năm Sao Khuê đánh giá là tương đối khó khăn bởi vì tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và thứ hai nữa là ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên thì từ đầu năm 2020 thì Sao Khuê cũng đã đặt ra rất nhiều các cái chương trình kế hoạch để làm sao mà có thể về đích năm 2020 đánh giá là cũng tương đối thành công. Thì trong năm 2020 thì Sao Khuê tập trung vào 3 cái nhiệm vụ chính. Thứ nhất là tập trung phát triển vùng nguyên liệu, thứ hai là mở rộng thị trường và thứ ba là triển khai một số các chương trình mới. Để hướng tới người tiêu dùng được thụ hưởng những sản phẩm gạo sạch, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Sao Khuê sản xuất, chế biến, cung ứng. Hiện nay, ngoài hơn 300 điểm bán lẻ gạo Sao Khuê trên địa bàn toàn tỉnh, mới đây, Sao Khuê đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho Sao Khuê phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên và người lao động tỉnh Thanh Hóa. Có thể nói, đây là chương trình hết sức ý nghĩa, không chỉ giúp công nhân, người lao động trong tỉnh được tiếp cận với những sản phẩm gạo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cho người lao động, mà còn giúp nông dân trong tỉnh cũng như Sao Khuê có được đầu ra ổn định, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và mở hướng cho sản phẩm nông nghiệp xứ Thanh có được vị thế vững chắc trên thị trường. Hiện nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo đối với các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai một cách có hiệu quả chương trình này. Mà lần này thì chúng tôi trực tiếp là phối hợp với công ty Sao Khuê để cung cấp các cái sản phẩm nông nghiệp mà chủ yếu là các sản phẩm từ gạo đến với công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Và chương trình này là một cái chương trình hết sức có ý nghĩa và hỗ trợ trực tiếp cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là đối với công nhân lao động. Và trong năm 2021 thì Sao Khuê cũng đã đưa ra một số cái chiến lược để làm sao mà ngày càng phát triển tốt cái thương hiệu gạo Sao Khuê. Thứ nhất là cũng sẽ tập trung tiếp tục mở rộng các cái thị trường trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai là sẽ tập trung phát triển mạnh cái vùng nguyên liệu trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch chiến lược khoảng 1.500 đến 2.000 hecta để làm sao mà có một cái vùng nguyên liệu ổn định để sản xuất các sản phẩm gạo an toàn để phục vụ đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó góp phần xây dựng ngày càng thành công thương hiệu hạt gạo xứ Thanh. Năm 2020, đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp không ít khó khăn do tác động của thiên tai, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Lượng khách du lịch giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên, trong khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã tập trung vào việc chỉnh trang cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ cho mùa du lịch năm 2021. Công ty đầu tư và du lịch Hải Tiến, tổ hợp khách sạn Ánh Phương tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa là một điển hình. Trong năm 2021 thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là vẫn còn có những Covid xảy ra.
Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng hy vọng là sẽ có cái vaccine, rồi có cái sự lãnh đạo của chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và cái Bộ Y tế thì chắc chắn là sẽ khoanh vùng các cái vùng dịch, cho nên là chúng tôi chuẩn bị tinh thần để hè này sẽ mở rộng đầu tư và nâng cấp cái các khách sạn hơn nữa để mà đưa cái khu du lịch biển Hải Tiến này phát triển mạnh hơn. Những năm qua, vợ chồng tiến sĩ Lê Xuân Thảo và tiến sĩ Lê Bích Thắng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống các nhà hàng, khách sạn, từ khách sạn Ánh Phương 1 đến khách sạn Ánh Phương 2, Ánh Phương 3, khách sạn sinh thái Vườn Thảo Linh và hệ thống các biệt thự sang trọng hướng biển với quy mô trên 500 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 3 sao. Nội thất sang trọng, nhân viên lễ tân được đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong mùa du lịch năm 2020, hệ thống khách sạn của công ty đầu tư và du lịch Hải Tiến chỉ đón được khoảng 30% lượng khách so với năm 2019. Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho những năm sau, trong năm 2020, công ty đã đầu tư trên 5 tỷ đồng nâng cấp nội thất cho các phòng nghỉ, đồng thời truyền thông mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá điểm đến đối với du khách. Năm nay là chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cái khu du lịch Ánh Phương Hải Tiến, một cái khách sạn với 12 tầng và 350 phòng cao cấp ở mức độ là khách sạn 5 sao, và hy vọng là cái có thể đón được khách quốc tế và đến với Hải Tiến và làm cho cái khu du lịch biển Hải Tiến này cũng mang được cái tầm quốc tế. Đặc biệt, trong lúc ngành du lịch gặp khó khăn, tiến sĩ Lê Xuân Thảo và Lê Bích Thắng lại quan tâm đến những công tác thiện nguyện vì cộng đồng. Trong năm 2020, gia đình tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Lê Bích Thắng đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua sắm thiết bị giảng dạy, xây dựng mới cổng trường, sân trường, chỉnh trang khuôn viên xanh sạch đẹp cho trường tiểu học Lê Xuân Lan và trường trung học cơ sở Lê Quang Trường, xã Hoàng Tiến, tạo cảnh quan môi trường sư phạm văn minh, thân thiện. Không chỉ xây dựng cơ sở vật chất mà vợ chồng tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Lê Bích Thắng còn dành nhiều sự quan tâm đến đời sống của giáo viên và học sinh các nhà trường, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài nhà trường, tặng nhiều món quà ý nghĩa cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy. Đặc biệt, vợ chồng tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Lê Bích Thắng chính là người khởi xướng kêu gọi và xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Xuân Lan, huyện Hoàng Hóa. Qua hơn 10 năm tâm huyết xây dựng quỹ, đến nay, quỹ khuyến học khuyến tài Lê Xuân Lan, huyện Hoàng Hóa đã có tổng kinh phí là gần 20 tỷ đồng và đã trao gần 15 tỷ đồng cho trên 10.000 học sinh, sinh viên nghèo, các thầy cô, các nhà quản lý sư phạm có thành tích cao trong công tác học tập và giảng dạy. Cũng trong năm 2020, gia đình ông bà đã phát tâm công đức trên 5 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà thờ Phật, bia tưởng niệm 88 liệt sĩ, xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa. Và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, ông bà đã dành 400 suất quà để tặng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Cũng chính vì có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước, nhân dịp kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, tiến sĩ Lê Bích Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã vinh dự được tỉnh Thanh Hóa tặng danh hiệu cao quý vì sự phát triển Thanh Hóa. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng những việc làm thiết thực của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong năm 2020 là rất đáng biểu dương và ghi nhận. Bước sang năm Tân Sửu với khí thế mới, thời cơ vận hội mới, cộng đồng các doanh nghiệp Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển sản xuất kinh doanh, xứng đáng là những trụ đỡ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.